Rồi. À, Thủy Tiên có nhìn thấy màn hình của thầy chưa em? Dạ em thấy thầy rồi. Đây, thấy cái màn hình của thầy á. Dạ chưa thấy màn hình thầy. Dạ, ok em. Thấy chưa em? Dạ rồi thầy. À, cảm ơn em. À, yếu tố thứ hai chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó chính là năng lực của một người ở trong tổ chức. Cái thông thường năng lực chúng ta hiểu đó là cái khả năng thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ trong cùng một tình huống liên quan đến công việc. Năng lực nó có cả cái mà năng khiếu bẩm sinh và các khả năng được học hỏi. Chẳng hạn như chúng ta vào nhà máy bia đi ạ, rồi làm việc ở phòng kinh doanh đi. Vậy thì kỹ năng bán hàng của bạn có cái bạn là thiên bẩm, chẳng hạn như là bạn giao tiếp rất là năng nổ với khách hàng, nó có thể liên quan đến đặc tính tính cách của bạn, nhưng cũng có thể liên quan đến những gì bạn học tập, bạn đã từng thuyết trình ở trường kinh tế, bạn đã từng làm nhóm trưởng ở trường kinh tế. Sự tự tin đó đến từ quá trình học tập của chúng ta. Ở đây chúng ta nghiên cứu hai yếu tố. Thông thường hồ sơ ứng tuyển của chúng ta gồm hai thành phần. Năng lực trí tuệ nó thể hiện thông qua cái bằng cấp các bạn có. Một người có chỉ số IQ cao thông thường là một người có điểm GPA cao, đúng không ạ? Thì tất cả các bạn đang ngồi ở đây, những sinh viên K40 6 của trường kinh tế, với điểm đầu vô bạn thấy đó, nếu xét bằng điểm thì chúng ta đều trên 8 điểm, có nghĩa là ở học lực xuất sắc của chúng ta rồi. Năng lực thể chất thì chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có khả năng về năng lực thể chất hết sức là bình thường. Vậy thì tôi có thể kết luận bạn sẽ là những người nhân viên rất là giỏi trong tương lai không? Cái này thì lại chưa chắc. Nó đòi hỏi chúng ta phải xem xét ở trong bối cảnh công việc đó có phù hợp với những năng lực mình có hay không. Cái thứ hai nữa, chỉ có năng lực về mặt trí tuệ, về thể chất thì chưa đánh giá đầy đủ cái năng lực của một con người. Năng lực về trí tuệ thì liên quan đến khả năng thi cử của chúng ta đấy, chỉ số IQ của chúng ta đấy, đúng không ạ? Năng lực thể chất thì liên quan đến cái sức mạnh của cơ bắp của chúng ta, rồi cơ thể của chúng ta có những cái thành phần cơ như thế nào, đúng không? Nó chịu đựng làm sao, về sự dẻo dai, về sức mạnh và sức mạnh bùng nổ. Nhưng ở đây thầy muốn trao đổi thêm một cái năng lực nữa, đó là năng lực về mặt cảm xúc. Ở trong cuốn sách Obi của chúng ta cũng có cái phần này các bạn nhé. Năng lực cảm xúc có liên quan đến cái gì? Là trạng thái kích thích sinh lý kèm theo những thay đổi trong nét mặt, cử chỉ, tư thế hoặc cảm xúc chủ quan. Thì các nhà quản trị cũng có thể gia tăng hiệu quả thông qua cái thấu hiểu về mặt cảm xúc. Thì khi nói đến năng lực về mặt xúc cảm là EQ á, EQ là emotion quotient, nó là những phản ứng được biểu hiện mà nó bày tỏ những cảm giác của con người về các sự kiện, hiện tượng, hành động hay cá nhân nào đó. Thì khi chúng ta có cái năng lực về mặt cảm xúc cao, tốt ha, thì chúng ta có thể hiểu được cái ai, chúng ta có thể hiểu được bản thân và người khác để chỉ dẫn cho hành động phù hợp. Ví dụ như là chúng ta có chỉ số năng lực về cảm xúc cao, thấy người ta vui, chúng ta bắt chuyện thì chúng ta nói những câu chuyện gì, thấy người ta buồn thì ta nói câu chuyện gì. Lên một chuyến xe bus chẳng hạn, ta muốn làm quen, hoặc lên một chuyến xe đò về quê, nó dài cả 5-6 tiếng đồng hồ, thấy một người ta rất là kiệm lời, bây giờ mình muốn trao đổi, chia sẻ thì mình nói câu chuyện gì trước. Đó là những người có năng lực về mặt cảm xúc đó. Thì khi xem xét về năng lực cảm xúc thì chúng ta thấy nó có sự khác biệt so với năng lực về mặt trí tuệ.
Đó, khi đánh giá chỉ số IQ, ta thường nói đến khả năng về nghiên cứu khoa học, tự nhiên và kỹ thuật. Những bạn ngồi ở đây đều là những người có chỉ số IQ cao. Nhưng EQ thì nó liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Đó. Ví dụ như là trong tình huống vậy thì bạn nên nói cái gì? Bạn nên chia sẻ hình ảnh như thế nào? À, chẳng hạn như là bạn là một người rất là thẳng tính. À, vậy thì có phải là việc gì bạn cũng thể gặp là bạn nói ra ngay không? Bạn cũng rất là cởi mở thì có phải hình ảnh nào bạn cũng chia sẻ không? À, thế liên quan đến khả năng khoa học xã hội và nhân văn. IQ liên quan đến khả năng học và khám phá, nhưng EQ liên quan đến kỹ năng sống và trải nghiệm. À, chẳng hạn bạn là người rất là cởi mở trong mối quan hệ, rất là thoải mái, hay nói đơn giản là bạn là người rất là thẳng tính. Nhưng có phải là gặp một vấn đề gì mà bạn không hài lòng bạn cũng nói không? Bạn phải nhớ rằng trong bối cảnh giao tiếp như vậy, sự không hài lòng của bạn có thể liên quan đến cái gì ạ? Có thể liên quan đến cái kiến thức của bạn chưa có đầy đủ. Đấy. Cái thứ hai nữa là khi bạn bộc lộ ra cái thông tin như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến những người nào ở đây không? Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nhân dinh là em rất là thẳng tính, cho nên có gì em nói đó cũng được. Người có chỉ số IQ cao, người ta biết thẳng là tốt. Nhưng trong bối cảnh này, nói hay không nói? Đó. À, chẳng hạn như trước một câu chuyện rất là buồn trong cái dịch Covid này, chẳng hạn như là bác sĩ phải phải thông báo cái tin buồn cho một gia đình bệnh nhân Covid là bệnh nhân đó đã mất rồi. Vậy thì họ sẽ thông báo cho ai vào thời điểm nào? Chẳng hạn vợ anh ấy cần phải biết tin anh ấy đã qua đời vì Covid, nhưng vợ anh ta đang mang bầu sắp sanh. À, gia đình anh ta còn có cha có mẹ, vậy thì ta nên thông báo cho một người phụ nữ sắp sanh nghe tin chồng mình mới mất Covid một cách rất là đột ngột, thì chị ý có bị ảnh hưởng gì không? Và không những chị ý ảnh hưởng mà đứa con trong bụng chị ý có ảnh hưởng không? Vậy thì thông báo tin như thế nào? Thời điểm nào? Không phải là lúc nào chúng ta cũng nhanh là tốt ạ. Có thể đợi 1-2 ngày khi chị sanh con xong, mẹ tròn con vuông, chúng ta báo cũng đâu có trễ quá, đúng không ạ? Thì người cũng đã mất rồi. Dịch Covid này thì bạn biết là đôi khi chết nhiều ngày sau nha, thì mới bắt đầu có thể nhận được cho cốt của người quá cố. Vậy thì trễ 1-2 ngày chị ý sinh con xong, chúng ta báo tin, vì lúc đó nếu chị có bị ảnh hưởng thì ít nhất đứa con nó cũng được an toàn. Nhưng mà chúng ta bảo là thôi, cái tin này là phải báo liền cho gia đình, và chúng ta bắt điện thoại gọi cho chị ngay lập tức thông báo là anh ấy đã qua đời rồi chẳng hạn. Nếu người vợ sốc quá như thế thì kỹ năng sống và trải nghiệm chúng ta là acute. Ai nói như thế nào? Khi người ta đón nhận một tin buồn thì người ta cần có người nào đồng cảm với người ta. Vậy thì giọng của những người mà truyền cái thông điệp buồn nó phải như thế nào? Nó nên phấn chấn vui vẻ hay là nó cũng nên u buồn một chút? À, người IQ, IQ cao, tư duy logic. Chẳng hạn ra một bài toán cho các bạn giải rất là nhanh. Nhưng mà ra một bối cảnh xã hội ấy, thì bạn sẽ ứng xử như thế nào? Với những nhóm đối tượng ra như vậy thì bạn sẽ nói chuyện câu chuyện gì? À, IQ là thông minh lý trí, còn EQ người ta gọi là trí tuệ cảm xúc. À, bây giờ thầy có một tình huống nho nhỏ như thế này nhá. Môn hành vi tổ chức này thì tỷ lệ rớt của chúng ta theo thông báo là khoảng 30%, thì cuối kỳ là 30%. Giả định nha các bạn, giả định thôi ạ. Và bạn rất là lo lắng, nhưng mà sau khi học xong bạn quên, không có ôn bài. Nhưng bây giờ còn 2 ngày nữa là thi rồi. 2 ngày nữa là thi rồi. Thế bây giờ mình phải tìm cứu cánh như thế nào? À, mình biết bạn cái lớp trưởng lớp mình là học rất là tích cực, có mối quan hệ rất là gần gũi với ông thầy, và thông thường là các buổi học bạn ấy đều tham gia rất là tích cực. À, tham gia rất tích cực. Và thấy trả lời câu nào cũng được thầy cô và bạn bè khen đúng không ạ? Thế nên là bạn ấy cũng học rất là thông minh nữa. Nên bạn tin rằng bạn lớp trưởng lớp mình là một người học giỏi, và thật là trùng hợp bạn ấy lại là bạn thân của mình. Thế là mình mang đồ đến nhà bạn ấy học. À, mang đồ đến nhà bạn đi học. À, thì lớp trưởng mặc dù rất là thân, nhưng mà lịch sự nói rằng nhà mình hết nước mời bạn rồi. À, thì ngồi đợi chút nha, ngồi ở cái bàn học của bạn ấy đợi chút để mình đi mua nước cho bạn. À, và trong thời gian đi mua nước cỡ khoảng 10 phút, vì mình tính toán là từ nhà bạn ấy sang cái đại lý gần nhất là mua nước và đi về nó phải mất 10 phút. Thì trong 10 phút đó mình ngồi dưới giá sách của bạn ấy, mình bắt đầu quan sát. Cũng nhiều sách, và phát hiện ra là có một tệp tài liệu ha, ở gáy nó in là bộ đề thi môn hành vi tổ chức của thầy đang giảng môn này. À,
Và trong cái đề đó thì chắc là mình nghĩ là chắc là có giải luôn rồi ạ. Bộ đề thi và phần trả lời, gợi ý của các câu hỏi thi đó. Đúng cho lớp chúng ta luôn. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là trong khi chờ đợi như vậy, lại nhìn thấy một bộ đề thi với câu hỏi gợi ý trả lời ở trên kệ ạ. Lớp trưởng lại đi vắng 10 phút, anh ta là bạn thân của mình. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là trong tình huống như thế, bạn sẽ xử lý như thế nào? À, và bây giờ thầy cho mỗi nhóm chúng ta cho thầy hỏi là nếu mà các nhóm thảo luận thì thông thường các bạn online các bạn thảo luận bằng kênh như thế nào nhỉ? Alo Phát ơi. Alo thầy. Dạ. Nếu nhóm thảo luận online thì các bạn thông thường thảo luận qua công cụ gì? Dạ nếu như mà bên Google Meet á, thì tụi em thường là thảo luận qua bên Mess hoặc là Zalo á thầy. Zalo hả? Ok. Dạ. Cũng được, nhưng mà các nhóm mình có nhóm có group Zalo môn học không? Em thì không biết, nhưng mà nhóm của em thì có group bên Messenger. Rồi, vậy thì các bạn chủ động nhé. Thầy sẽ cho các nhóm chúng ta thảo luận trong vòng khoảng 7 phút. Hết 7 phút thì thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một thành viên trong nhóm mình. Yeah, trong tình huống này thì nhóm em đã đưa ra giải pháp như thế nào? Và cái giải pháp đó, nó có thể dẫn đến kết cục ra làm sao? Chẳng hạn em quyết định lấy tài liệu này, em chụp hình chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế thì chụp hình xong thì có vấn đề gì không? Thì mình chọn cái phương án thì mình cũng lường trước rằng phương án đây nó có những hệ quả như thế nào. Thầy cho các bạn khoảng 7 phút để thảo luận. Sau đó thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một thành viên trong nhóm. Nếu mà gọi vào thành viên nào mà không có lên tiếng thì coi như là thành viên đó không tham gia câu hỏi, đúng không? Câu hỏi này. Bây giờ thầy sẽ cho bấm giờ khoảng 7 phút nha các bạn. 7 phút đủ thảo luận không? Dạ em nghĩ là đủ. Ok, cảm ơn em. Bây giờ là 9:36. Theo yêu cầu của các bạn thì thầy sẽ cho từ 7 đến 10 phút. Vậy là trễ nhất là 10:36 thầy sẽ hỏi ngẫu nhiên các thành viên nhé các bạn. Thầy sẽ không gọi nhóm trưởng hay là một cá nhân nào giơ tay. Mình có 5 nhóm à. Thầy sẽ gọi ngẫu nhiên mỗi nhóm một người nha các bạn. Nghe được phải không Huyền? Phương Huyền. Dạ được thầy ạ. Cảm ơn em.
Alo các bạn ơi, hết giờ rồi các bạn. Rồi, bây giờ thầy sẽ gọi ngẫu nhiên ha. À, nếu được thì thầy gọi bạn nào thì bạn ấy bật cam lên để mình tương tác một chút càng tốt nhá. Ok, bây giờ thầy sẽ mời đại diện mỗi nhóm một bạn. Sáng có gọi Đức Minh rồi thì bây giờ chuyển đi ạ. Minh Châu đi ạ. Châu ơi, em có đây không em? Dạ có thầy. Ok, mời Châu. Dạ, em nghĩ là nếu là lớp trưởng là bạn thân của mình thì em sẽ tự lấy tài liệu xuống em coi trước và em chờ nó về rồi em mượn tài liệu đó đi photo và em sẽ hỏi nó là mày có tài liệu sao mày không chia sẻ cho tao với. Đây là ý kiến của em hay của nhóm vậy? Dạ, của nhóm này. Dạ, cảm ơn em. Sao không chia sẻ đúng không? Em dự kiến là lớp trưởng sẽ nói điều gì, bạn thân em sẽ nói điều gì? Dạ em nghĩ là nó sẽ nói là tao có nhưng mà tao chưa, tao định share cho mày nhưng mà mày thấy trước tao rồi, mày thấy trước khi tao chia sẻ cho mày rồi. Rồi chưa chia sẻ. Thế này em tin tắc là bạn ấy sẽ cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Em có chụp hình vào không? Hay là em chỉ cầm quăng quăng trước mặt, bây giờ nhỡ nó không cho hay sao? Dạ em nghĩ là bạn thân thì nó không xấu tính đến mức đó rồi. Ok rồi, cảm ơn em. Rồi ok. Rồi thầy mời tiếp tục. Nhóm số 2. Nhóm số 2. Rồi, ok. Mời Thủy Tiên. Thủy Tiên nhóm 1. Thanh Hiền, Hiền ơi. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, chào em. Rồi, tình huống em xử lý sao? Nhóm em xử lý sao, Hiền? Dạ. Dạ, thứ hai là... em sẽ xử lý theo hai trường hợp, là nếu là bạn thân thì trường hợp thứ nhất là em sẽ lấy mượn là chụp lại, còn không ấy thì thương lượng với bạn để mượn của bạn. Bạn ấy chưa về em đã chụp rồi hay là về em mới mượn em chụp? Dạ về rồi mượn chụp, còn mấy là thương lượng với bạn mượn đi photo. Rồi thì mượn photo. Cảm ơn em, giải pháp của em rõ rồi đấy, cảm ơn em. Thầy sẽ mời đại diện của nhóm tiếp theo, nhóm số 3. Nhóm số 3. Đại Dương. Dương ơi. Em đang đây. Rồi, phương án của nhóm em là gì? Dạ, phương án của nhóm em là nhóm em sẽ không lấy cái tài liệu đó mà chờ bạn đó về để hỏi để mượn và đi photo thôi. Chào hỏi mượn photo. Dạ. Ok, cảm ơn em, rõ ý của em rồi ạ. Thầy mời đại diện nhóm số 4. Thu Thảo đi ạ, Thảo ơi. Thảo nghe được không em? Dạ, Thu Thảo hay Phương Thảo vậy thầy? Thu Thảo em. Dạ, dạ. Sau khi nhóm tụi em thảo luận thì tụi em sẽ quyết định là không có lén xem tài liệu khi mà bạn đó đang đi vắng, tụi em sẽ đợi bạn lớp trưởng đi mua đồ về. Sau đó tụi em sẽ nói về cái tình hình hiện tại của mình là mình chưa ôm gì cả. Sau đó hỏi là bạn đó có tài liệu gì để ôm hay không. Nếu mà bạn lớp trưởng có thiện chí trả lời có, bạn đó đồng ý chia sẻ thì ok thì ôm, còn không thì mình sẽ hỏi bạn đó là liệu có những cái mục gì đáng chú ý hoặc là trọng tâm để ôm hay không để bám sát cái chương trình của giáo viên. Dạ, rồi, cảm ơn em. Thầy đã thấy rõ ý của nhóm em rồi ạ. Mời nhóm cuối cùng, nhóm số 5. Nhóm số 5. Văn Bi, Bi ơi.
Alo bạn Bi có đây không? Cho thầy hỏi bạn, bạn nó đang mở mic cho thầy nhưng mà đang nói thầy không nghe được. Em có nghe thấy bạn ấy nói không? Dạ em có nghe luôn. Bi ơi, thầy thấy có user của Văn Bi đây đâu nhỉ? À có nè. Em bật rồi ạ, bật rồi nhưng mà không ai nghe được của em. Em nghe được thầy không Bi? Bi ơi. Được ạ, nhưng mà em bật mic của nhóm em mà không ai nghe được. Ok, rồi thôi để thầy gọi bạn khác đi ạ. Thái Thanh đi ạ, Thanh ơi. Dạ, thầy nghe rõ không ạ? Nghe rõ em ơi. Dạ, nhóm em sẽ quyết định là tôn trọng ý kiến của bạn bạn lớp trưởng. Có nghĩa là tụi em sẽ hỏi ý kiến của bạn, nếu mà bạn cho tụi em xem cái tài liệu đó thì em và bạn lớp trưởng sẽ cùng phân tích. Còn nếu như mà bạn đã không cho thì tụi em vẫn sẽ ôm. Nhưng mà sẽ ôm trong một cái tài liệu mà có thể là tụi em tìm được trên mạng hay là tìm được từ bạn bè của tụi em, và dù kết quả có là gì chăng nữa thì tụi em vẫn sẽ giữ được cái mối quan hệ này, và tụi em không có hiềm khích gì xảy ra giữa hai người cả. Cảm ơn em, cảm ơn Thanh. Rồi, chúng ta quay trở lại tình huống một chút ạ. Khi nói về năng lực cảm xúc, chúng ta thường nói đến cái thành tố của nó. À, như thế nào là có năng lực cảm xúc? Thứ nhất là mình phải làm gì ạ? Thứ nhất là năng lực cảm xúc nó đòi hỏi chúng ta phải biết mình. Bạn đến nhà bạn lớp trưởng ôn bài vì sao ạ? Bạn lo lắng. Bạn không lo lắng thì kệ, thì lại học lại bình thường. Nhưng đây này bạn lo lắng. Vậy thì khi chúng ta lo lắng thì phải làm cái gì đó để đáp ứng, đúng không? Để có thể thi qua. À, vậy thì mình phải tìm kiếm một cái giải pháp. Mình nỗ lực tìm kiếm giải pháp. À, vậy là hỏi hay không hỏi, chúng ta phải có những cái áp lực nhất định. Thứ hai là thành phần tự chủ. Mình biết là mình muốn cái điều đó đó, nhưng mình phải kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình. Không vì mình muốn mà mình bất chấp tất cả. Mình yêu cầu cái mà đặt bạn đi vào tình huống khó khăn. Đó là mình quản trị mối quan hệ đó. À, rồi là kỹ năng xã hội đó. Chúng ta phải thấu hiểu lớp trưởng có cái này vì sao. Có thể bạn ấy mua ở tiệm photo không? Có thể. Nhưng cũng có thể bạn ấy làm gì ạ? Được ông thầy đưa trực tiếp cho vì một lý do ABC nào đó. Và khi chúng ta đặt câu hỏi là cho mình mượn cái này nhé, thì chúng ta đang đặt bạn ấy vào một tình huống là khó khăn đó, gọi là tình huống lưỡng nan đó. Cho hay không cho? Có thể cho cũng không ổn, mà không cho cũng không ổn. À, ví dụ như bây giờ mình kẹt tiền đi ạ. Tôi nghĩ là các bạn thì cũng có đôi lúc kẹt tiền, đúng không? Nhưng mà cái mức độ kẹt này nó cũng không quá nghiêm trọng, tức là không có vay được thì đó, nó cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng mà nếu một người đàn ông có gia đình rồi ạ, anh ta đang nuôi vợ và con, vợ anh ta thất nghiệp, con anh ta đang tuổi đi học, thu nhập bình quân một tháng của anh ta khoảng 15 triệu, tạm đủ sống trong cái hoàn cảnh mà nuôi cả vợ cả con như thế. Anh ta có một người bạn thân và 30 tuổi cũng độc thân nhá, nhưng mà tiêu dùng thì cũng nhiều. Thì hôm vừa rồi anh ta bắt độ nha, đá banh, chẳng hạn anh ta bắt MU cơ. Cuối cùng MU lại bị thua Leicester chẳng hạn, cái trận cuối tuần vừa rồi kìa. Thế là anh thua độ và anh ta phải trả tiền nợ ha, cá độ vào ngày hôm nay. Và biết được cái anh bạn của mình hôm nay có lương 15 triệu đồng. Anh ấy đến anh ấy hỏi vay 13 triệu để trả tiền cá độ. Bạn tin không? Nếu anh ta mở lời là anh ta dự đoán chắc chắn là người bạn thân của mình sẽ cho anh ta vay tiền. Bởi vì đã bạn thân mà, bạn mình đã mở lời thì thường là mình sẽ không hỏi lý do tại sao đâu. À, nó bảo là tiền độ hay không độ thì mình cũng cho, nó mà hỏi vay là mình cho. Nhưng nếu bạn là cái người độc thân cái kìa, mới thua cá độ kìa, à, biết hoàn cảnh của bạn mình có một vợ hai con, vợ mình đang thất nghiệp, thì liệu mình có nên hỏi vay tiền hay không? Cho nên nếu bạn hỏi vay chắc chắn là bạn sẽ được anh bạn thân cho vay tiền. Nhưng quan trọng là bạn có nên hỏi hay không. À, đó là thể hiện cái năng lực IQ của bạn đó. Bạn có khả năng thấu hiểu người khác không? Người ta thân người ta sẽ cho bạn vay tiền đó. Nhưng khi bạn vay tiền, bạn có đặt người ta vào tình huống khó xử không? Tiền nhà sao mà đóng, tiền học của con sao mà đóng, cho bạn thân mượn hết tiền rồi. Khi vợ biết câu chuyện này vợ cũng cảm thông, nhưng mà
hoàn cảnh gia đình của mình như vậy là quá khó khăn. Anh bạn thì lại đặt câu hỏi là cho mình vay tiền, thế là quyết định cho vay. Và như vậy thì cả hai người đều có vấn đề cả, đúng không? Nể bạn mà cho vay thì hoàn cảnh gia đình mình sẽ khó khăn. Không cho bạn vay tiền thì mang tiếng bạn thân mà cần tiền mà lại không cho vay mà còn vặn vẹo, đúng không? À, vậy thì quan trọng là bạn đặt câu hỏi như thế nào. Bạn có kỹ năng xã hội, có thấu hiểu người khác không? Người ta có bị khó khăn như thế nào không? Do đó, việc mà chúng ta lên tiếng hỏi mượn nó thể hiện rất là rõ là mình biết mình và tự chủ. À, tôi cần phải giải quyết vấn đề là ôn bài nhé. Nhưng mà quản trị mối quan hệ và kỹ năng xã hội thì chúng ta phải cân nhắc lại. Bởi vì mình đã đặt câu hỏi mời mượn thì nó chỉ có hai trường hợp, với bạn mình đồng ý hoặc không đồng ý. Ví dụ như bạn bảo là chia sẻ không, bảo là bạn em thì không đến nỗi mà nó keo kiệt như vậy, bạn em không đến nỗi ác của như vậy, chơi như vậy là không được. À, chúng ta đã đặt ra cái vấn đề, nếu bạn mình không cho mình mượn thì rõ ràng là không nghĩ rằng bạn thân mà lại kỳ vậy, nghỉ chơi. Đó. Còn bạn thân mình cho thì mình có hiểu kỹ năng xã hội là thấu cảm không? Anh ta có bị ràng buộc gì không? Rất có thể với vai trò lớp trưởng, anh ta lại học rất là giỏi cái môn này, chẳng cần bài thi, đề thi cho trước, anh ta cũng có thể làm điểm rất là tốt. Vậy thì ông thầy có thể làm sao ạ? Đã nhờ lớp trưởng tham vấn xem cái đề thi như thế này, cấu trúc như này có phù hợp với lớp mình hay không? Đó. Và nếu ông thầy tham vấn lớp trưởng thì ông thầy cũng có những cái nguyên tắc, đó là đây là đề thi dự kiến thôi, nhưng mà em không được tiết lộ với ai. Và sau 2 ngày tham vấn thì sẽ lấy lại cái bộ này. À, thầy rất là tin về năng lực của em. Em không hề dựa vào cái này để em thi qua, bởi vì những câu hỏi này em chắc chắn em làm được. À, thầy muốn tham vấn em. Đó. Vậy thì thầy tham vấn và thầy yêu cầu em là không cho ai xem cái này cả, mình nó lộ đề. Vậy thì khi bạn hỏi cho mình mượn, nó có đặt lớp trưởng mình vào một tình huống khó xử không? Anh ta cho là như thế nào, không cho là như thế nào? À, cho nên năng lực về IQ, đúng không? Chúng ta hiểu mình, nhưng phải nhớ rằng chúng ta phải hiểu cả những người mà chúng ta đang giao tiếp cùng. À, không phải là mình thẳng tính mà mình hỏi ngay. Không phải vì bạn mình rất là thân mình hỏi ngay. Bởi vì ai cũng có những cái ràng buộc trong cuộc sống các bạn ạ. Đã là thân thì hỏi chắc người ta cho đấy. Nhưng khi người ta cho rồi, người ta có khó khăn gì không? À, vấn đề là IQ cao là phải thấu hiểu được cả cái đó. Tức là chưa đặt câu hỏi thì chúng ta cũng phải đưa ra một số những cái tình huống. Ồ, khó không? Nếu khó thì có nên không? Mình hỏi như vậy là được vay tiền đó, nhưng mà nó, tình cảm nó sẽ bị sứt mẻ. Mình đặt bạn mình vào tình huống khó xử. À, cho nên có nhiều tình huống, sự im lặng là một cách giải quyết hoàn hảo các bạn ạ. Lên tiếng đôi khi lại khó cho cả đôi bên. Nhé. À, cho nên là cái phương án giải quyết thì thầy đánh giá rất là cao cái phần trao đổi của Thu Thảo đại diện cho nhóm số 4 đó. Đúng không? Tức là trong bối cảnh này, nếu lớp trưởng thực sự là sẵn lòng chia sẻ với chúng ta và không bị ràng buộc nào, thì chính cái việc gợi ý rằng còn rất nhiều vấn đề ôn tập cái gì đó nhá, cần phải trao đổi với lớp trưởng có thể gợi ý. Bởi vì bản thân mà hướng tiếp cận môn này như thế nào, với thời lượng 2 buổi thì ôn ra làm sao, nếu đây không phải là đề tài bị ràng buộc, cái sắp đề bị ràng buộc thì lớp trưởng sẽ chia sẻ với chúng ta. Nhưng nếu đây là một bộ đề bị ràng buộc thì lớp trưởng cũng có thể làm sao ạ, chia sẻ với chúng ta rằng ồ, chúng ta phải trọng tâm ơn vào chỗ ABC này cả. Thì lớp trưởng vừa không mang tiếng lộ đề, vừa giúp được bạn mình. Chứ còn chúng ta hỏi thì đang đặt lớp trưởng vào tình huống khó xử. Nếu như lớp trưởng có những ràng buộc cam kết với ông thầy, năng lực cảm xúc. Cho nên hỏi hay không hỏi, đôi khi không hỏi lại là một tình huống tuyệt vời nhất, cách giải quyết hay nhất. Và trên chúng ta đặt câu hỏi thì có thể lại đặt người khác vào tình huống khó xử. Đó. Giống như làm phóng viên đấy các bạn. Một phóng viên thành công không phải bởi vì cái gì chị cũng biết, mà đơn giản vì chị biết đặt câu hỏi trong bối cảnh đó, đặt câu hỏi nào. À, người ta phải dự trù được khán thính giả sẽ muốn nghe cái gì, rồi cái người mình phỏng vấn ấy họ có khả năng nói không. Chứ mình cứ vặn vẹo câu hỏi khó để người ta không trả lời được thì cuộc phỏng vấn của mình mục đích là cởi mở chia sẻ mà cuối cùng người ta không trả lời được thì là không hiệu quả nhá. Cho nên là trong cái phần trả lời của 5 nhóm thì thầy đánh giá rất là cao cái phần trả lời của nhóm số 4 về IQ. Rồi, chủ đề tiếp theo là thái độ. Thái độ, ở đây là chủ đề rất là thú vị. Thái độ là gì?
Chúng ta có bao giờ nghe là chết vì trình độ hay là chết vì thái độ không? Trình độ thì rất cao, nhưng mà lại bị người dân phản đối. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chính cái thái độ ấy. Cho nên trong một cuộc họp, thầy đã thấy lãnh đạo sở nói rằng các anh chị cán bộ cấp cơ sở, tức là cấp phường, các anh chị có trình độ học vấn rất là cao, cao hơn cái yêu cầu quy định chuẩn mực. À, nhưng các anh chị thường bị complain của người dân vì cái gì? Bị... Đúng, thầy nghe. Thầy quên share màn hình hay gì đó thầy. À, ok, ok. Bắt đầu bây giờ mới đến lúc. Đã, cảm ơn anh. Rồi. Thái độ. À, thái độ chúng ta sẽ nói đến cái gì? Đó là những phát biểu hay những đánh giá có giá trị về sự kiện, về con người. Được ưa thích hay không? À, chẳng hạn tôi nói rằng tôi rất thích cái lớp ADC 05 chẳng hạn. Thế thì tôi đang thể hiện cái thái độ của tôi với lớp này đấy. À, em không thích bài giảng của thầy. À, chúng ta đang thể hiện thái độ của mình đấy. À, thể hiện thái độ. Vậy thì việc thấu hiểu thái độ rất quan trọng. Vì thái độ sẽ quyết định cách thức con người cảm nhận về môi trường làm việc, tương tác với người khác và hành xử trong công việc. Chúng ta thấy thái độ nó có thể được biểu hiện bằng lời, nhưng có thể nó được biểu hiện bằng gì ạ? Không ra lời. Ví dụ tôi thích thì tôi bảo thích, nhưng có những người không thích, à, nhưng người ta làm sao ạ? Người ta lờ đi. Còn có những người rất thích nhưng người ta không nói, người ta biểu lộ bằng gì ạ? À, sự hưng phấn hay sự tích cực thì đó thôi. Hiểu thái độ rất quan trọng. Và đặc điểm của thái độ thì nó có một số đặc điểm như thế này ạ. Thái độ được hình thành qua sự quan sát, học tập và bắt chước. Nhá, quan sát, học tập, bắt chước. Thái độ nó xác định khuynh hướng của một người về thế giới xung quanh. Bạn thấy là đứa trẻ con ấy, thái độ của nó với bảo vệ môi trường, với tuân thủ luật giao thông đường bộ, nó thông qua cái việc quan sát gia đình nó, người thân của nó, thầy cô, bạn bè của nó trước. Ví dụ như ngày nào người cha cũng đưa con đi học, à, vượt đèn đỏ chẳng hạn, thế thì nó sẽ từ từ hình thành cái thái độ là không cần tuân thủ tín hiệu giao thông. Đúng không? Thái độ xác định khuynh hướng của một người về thế giới xung quanh. Chẳng hạn là bạn là một người rất là tuân thủ luật pháp. Thế thì khi bạn nhìn thấy một người bạn cùng lớp vượt đèn đỏ là bạn có cảm xúc không ổn rồi. À, đấy là về mặt tình cảm, khuynh hướng. Thái độ cung cấp cơ sở tình cảm, mối quan hệ với cá nhân. À, bạn bình thường rất là ít nói chuyện với một bạn gái trong lớp. Thế mà hôm nay đi học off, vô tình đi qua ngã tư, bạn nhìn thấy người bạn gái đó vốn rất là lạnh lùng trong lớp, thì lại đang làm sao ạ? Đang xuống xe, dắt tay một cụ già đi qua ngã tư. Bởi vì cụ ấy làm sao ạ? Rất lớn tuổi, cụ ấy đi không có được. Cụ ấy rất là sợ. Mình lại nhìn thấy bạn gái, cái người mà rất là lạnh lùng ở trong lớp của mình, lại xuống xe và dắt cụ ấy qua cái giao lộ đó. Rồi bắt đầu mới lên xe đi. À, vậy thì mình cảm kích cái hành vi đó. Mình thấy là một con người rất là tình cảm như vậy. Thái độ rất là lễ phép, đúng không? À, rất là có trách nhiệm với người xung quanh như vậy. Tự nhiên làm sao ạ? Cơ sở tình cảm, mình rất là muốn bắt chuyện với cô gái này. À, trước đây mình tưởng cô ấy lạnh lùng, nhưng không phải, cô ấy rất là tốt tính. À, vậy thì khi trở về lớp học, bạn thấy mối quan hệ của chúng ta làm sao ạ? Nó sẽ có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Mình không nghĩ rằng cô ấy lạnh lùng nữa, bởi vì thông qua cái thái độ đó, cơ sở tình cảm, tôi thích cô này, hành vi của cô này là rất tốt. À, đặc điểm của thái độ. Và thái độ của chúng ta nó có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là nhận thức. Thầy lấy ví dụ như môn hành vi đi. Bạn nhận thức như nào? Có môn học này dễ có thầy ơi. Dễ. Dễ. Dễ thì sao? Chúng em là những sinh viên rất là thông minh. Do đó cái gì mà dễ quá là chúng em không thích. À, em không thích. Dễ có thầy. Cho nên là khi mà em không thích rồi thì hành vi dự định của em là gì? Em muốn cái môn này thầy phải hỏi nhiều hơn, đặt những câu hỏi tình huống khó hơn. Còn nếu không thì em sẽ không đi học nữa. Đó. Đó là thành phần thứ 3, hành vi dự định. Khi bạn không thích một điều gì đó thì bạn sẽ có thể có những hành vi dự định để ủng hộ cái thái độ đó. Nhưng thực tế có phải không? Thực tế luôn luôn nó có sự đa dạng. Chẳng hạn như là bạn rất thích đi học nhưng bạn vẫn nghỉ học. Bạn không thích đi học nhưng bạn vẫn ngồi học rất đúng giờ, về học rất đúng giờ. Vậy thì thái độ và hành vi có thể nó sẽ không phải lúc nào cũng tương đồng nhau. Vậy thì nó sẽ xuất hiện cái mâu thuẫn đó. Sự nhất quán đòi hỏi con người của chúng ta phải, thứ nhất là thay đổi thái độ. Thay đổi như thế nào? Ví dụ như là
Đầu tiên thì mình bảo mình thích đi học, nhưng sau đó mình nghỉ học. Mình thấy mâu thuẫn quá. Miệng thì nói thích, hành vi thì lại nghỉ học. Thế bây giờ có một cách nào để mình không mâu thuẫn không? Có. Bắt đầu thay đổi thái độ, ui môn này có cái gì đâu, dễ mà. À vậy thì mình cần gì phải đi học. Thế là thái độ của mình không thích đi học và hành vi của mình nghỉ học. Thế là nó tương đồng, mình không có mâu thuẫn nữa. Đó, chúng ta thay đổi thái độ. Cái thứ hai, thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi. À, thái độ của mình rất thích đi học, nhưng hành vi của mình thì hay vắng học. Vì làm sao ạ? Vì mình hay ngủ dậy trễ, học lại sáng thứ hai. Thế là bây giờ thái độ rất thích đi học, thế là hành vi của mình phải thay đổi. Mình phải đi học đúng giờ, mình phải tham gia tích cực của môn học này. Thế là buổi sáng mình bắt đầu cài đồng hồ để nó báo chuông cho mình lúc 6 giờ mình ngủ dậy, à, vệ sinh cá nhân và ăn sáng để kịp 7 giờ vào lớp. Đó, mình thay đổi hành vi để thái độ thích đi học nó đi kèm với hành vi là đi học rất đúng giờ, tham gia tích cực trong giờ học. Nhưng cũng có một trường hợp, đó là bạn rất thích đi học nhưng bạn vẫn không đi học. À, lúc này mâu thuẫn có không? Có, nhưng bạn sẽ đưa ra lý lẽ biện hộ hợp lý hóa hành vi đó. Và chúng ta đến với một lý thuyết cực kỳ hay của Leo Festinger. Leo Festinger cho rằng sự không tương hợp mà cá nhân có thể nhận thấy giữa hai hay nhiều thái độ hoặc giữa thái độ và hành vi. À, thì Festinger thấy điều gì? Ông ấy thấy rằng thái độ và hành vi nó không tương hợp đâu. Bởi vì sao? Vì có những trường hợp là chúng ta đánh giá giảm cái tầm quan trọng đó đi để cái sự bất hòa nó nổ ra nhưng mà chúng ta không cảm thấy hối hận gì cả. Yeah. À, bây giờ có một câu hỏi như thế này ạ. Chúng ta là trên tuổi để có thể có cấp bằng lái xe gắn máy rồi ạ. Cho thầy hỏi là ở đây có bạn nào chưa có bằng lái xe gắn máy không? Alo? Phương Thảo chưa có bằng hả em? Dạ. Rồi còn ai nữa không? Ái Thanh chưa luôn. Ai nữa? Thôi thầy phỏng vấn thương Phương Thảo chút ạ. À ơi em chưa có bằng nhưng em chạy xe chưa? Dạ cũng ít rồi thầy. Ít nhưng mà em chạy xe là xe dưới 50 hay trên 50? Dạ dưới 50. Dưới 50 à? Ok. Thầy phỏng vấn em về luật giao thông một chút xíu nhé. Em chạy ít nhưng mà một tuần có chạy 1-2 lần không? Dạ, dạ có. Rồi, cho thầy hỏi nhé. À, em đã ôn thi môn luật chưa? Luật giao thông đường bộ á? À, dạ chưa thầy. Chưa hả? Thôi thầy phỏng vấn về tín hiệu giao thông nha. Câu hỏi về tín hiệu giao thông này ạ. À, đến giao lộ, khi chúng ta nhìn thấy cái giao lộ đó có tín hiệu giao thông, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng á. Thì nếu bạn quan sát thấy đèn xanh thì bạn sẽ làm gì Thảo? Dạ, được phép đi. Rồi, đèn đỏ thì sao em? Dạ, em dừng. Dừng. Còn đèn vàng thì sao em? Dạ, theo em được biết cũng là dừng luôn. Cũng là dừng luôn à? Thầy cảm ơn em. Thái Thanh có đây không em? Dạ, có à. Em cũng chưa có bằng lái à Thanh? Em chưa có bằng lái à. Có chạy xe gắn máy không? Dạ, không à. Chưa chạy bao giờ luôn hả em? Dạ, có tập nhưng mà em không thường xuyên đi. Không thường xuyên thì bà Thảo cũng ít đi thế. Em đã đi bao giờ chưa Thanh? Em kiểu đi để tập thôi chứ không phải là đi đến để đi học hay là đi công chuyện này nọ, thì chỉ là để tập thôi ạ. À. Ủa thì bình thường trên Sài Gòn em đi học bằng phương tiện gì em? À, thường thì em sẽ đi bằng xe công cộng, xe buýt công cộng. Thế á? Ồ, thật là an toàn nhỉ. Rồi ok, thầy có phỏng vấn hai bạn thì một bạn là chưa có bằng thì chưa chạy xe thì không sao ha. Bạn thứ hai là Phương Thảo là có bằng, à, chưa có bằng nhưng vẫn chạy xe và bạn ấy cũng rất là hiểu rõ luật, đèn xanh thì đi nè. Đèn đỏ thì dừng và đèn vàng thì chúng ta cũng quan sát và chúng ta dừng lại. Rất là tốt. Vậy là Phương Thảo trả lời rất là đúng cái phần luật giao thông rồi đó. Thầy hỏi một bạn chưa có bằng và bạn ấy trả lời rất tốt. Bạn ấy cũng từng đi xe rồi. Còn lại lớp chúng ta 30 thành viên thì có một thành viên là giống như bạn Thái Thanh thì không nói, bạn ấy chưa đi. Còn lại chúng ta còn khoảng 29 bạn. Hôm nay hai bạn đi trích ngừa vaccine. Thì bây giờ còn khoảng 27 bạn. Cho thầy hỏi 27 bạn trong đó có cả Phương Thảo nha. Các bạn thấy luật giao thông đường bộ có phải là một luật cần thiết cho cuộc sống này không? Alo? Dạ có. Đó, Phương Huyền nghĩ cần không em? Dạ có ạ. Cần ha? Rồi, dạ. Việc tuân thủ luật là cần thiết và chúng ta cũng là những sinh viên đại học có nền tảng về mặt kiến thức, về am hiểu luật pháp nhất định. Rồi. Vậy thì 27 sinh viên ở đây
đã từng chạy xe gắn máy á, ít hay nhiều thầy không ok, nhưng mà đã từng chạy xe rồi, thì có bạn nào trong 27 bạn chưa từng vượt đèn đỏ không? Alo, cho thầy hỏi trong 27 bạn này có bạn nào chưa một lần vượt đèn đỏ không? Thảo ơi, em đã từng vượt chưa? Dạ, em không nhớ nữa, nhưng mà nếu có thầy. Có, Đại Dương vượt chưa em? Dạ chưa. Chưa từng, nhưng bình thường em có chạy xe gắn máy bao giờ không? Dạ có thầy. Rồi, chạy thường không? Dạ ngày này còn chạy đây. Chưa từng vượt đèn đỏ hả Đại Dương? Dạ chưa. Rồi, em thấy em là một ngôi sao sáng chưa? Sáng lung linh luôn, bởi vì lớp dạ. Chúng ta có 27 bạn thì chỉ có mình em, có nghĩa là tỷ lệ khoảng 3% thôi ạ. Ngọc Giò cũng giống vậy. Ngọc Giò bình thường. Em cũng chưa vượt thầy. Nhưng mà Giàu đã từng chạy xe bao giờ chưa? Em dập ra rồi, em chạy đi học mà. Chạy thường không? Dạ thường. Rồi chúng ta có hai ngôi sao ạ, tỏa sáng trên bầu trời lớp ADC 05 K46, đó là bạn Ngọc Giàu và bạn Đại Dương. Còn lại 25 bạn còn lại thì đã đôi lần hoặc không nhớ, hoặc là đã đôi lần chúng ta vượt đèn đỏ rồi. Vậy thì có gì mâu thuẫn không? Bạn là người làm sao ạ? Hiểu luật và cho rằng luật giao thông đường bộ là cần thiết cho cuộc sống, nhưng bạn đã từng vi phạm luật giao thông. À, vậy thì câu hỏi đặt ra là sau khi vượt đèn đỏ về nhà bạn có mất ăn mất ngủ không? Thủy Tiên. Tiên ơi. À, Phương Huyền. Em thưa thầy là không, trừ khi mà em bị phạt thôi. Đó, chỉ có khi nào mình phạt mình cảm thấy ăn năn hối hận, tại sao em lại phạt, tại sao em lại bị phạt này, đáng là chậm một chút. Còn nếu mà về được nhà an toàn ấy, thì chúng ta bảo là thật là may mắn, đúng không ạ? Ta đã có một quyết định sáng suốt. Vậy thì điều gì đang xảy ra đây? Điều gì đang xảy ra đây? Và Leo Fattinger nó có thể giải thích được cho trường hợp 25 bạn này như thế này ạ. Thứ nhất là em vừa đến đó, nhưng mà em không thấy nó nguy hiểm. Đúng không? Bởi vì đường thì vắng, Covid có ai ra đường đâu, cho có mình em đèn đỏ, luật thì vẫn phải dừng, nhưng một mình em thì dừng chi, không cần thiết. Cho nên em nghĩ rằng việc vi phạm của em không có gì là bất lợi cho ai cả. Yếu tố này bình thường, không có quan trọng, không đáng để em phải lưu tâm. Cho nên là chúng ta thỏa mãn ngay, tầm quan trọng. Ta làm một điều gì đó sai so với thái độ của chúng ta, nhưng chúng ta vấn đề này nhỏ lắm, bình thường thôi, không có gì cả. Ví dụ như là mình là người rất là bảo vệ môi trường, nhưng mà mình lại vứt rác ra ngoài đường. Thế thì bây giờ phải làm sao? Ui, cái rác của em là vỏ cái bánh mà thầy, nó bằng lá mà. Thầy thấy không? Em vứt ra ngoài nhưng đang mùa mưa Sài Gòn. Vài hôm nữa cái lá cây của em nó phân hủy thành phân hữu cơ. Nó có thể tan biến trong nước, hoặc là nó tốt cho cái cây mà em vứt vào đó. Có gì đâu, tầm quan trọng. Cái thứ hai là con người có xu hướng làm sao ạ? Đổ lỗi cho người khác. Sao em vượt đèn đỏ? Do cái cậu đằng sau á, cậu ấy làm sao, cậu ấy hối em, cậu ấy bấm còi, và em thấy được cái tiếng còi cậu ấy rất là khó chịu cho mọi người xung quanh, cho nên em vượt để cậu ấy khỏi bấm còi. Em vượt vì làm sao? Hôm đó trời mưa thầy ạ, và đường thì trơn, có một vài anh chị đằng sau thì làm sao thúc ga rất là mạnh, em sợ mấy anh chị tông vào em ảnh hưởng đến cả em và người đó, cho nên thôi em vượt luôn. Có bạn thì nói rằng em nghe tiếng còi xe cứu thương ở đằng xa, thế em vượt trước. Có nghĩa là chúng ta làm sai so với nhận thức, so với thái độ của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy đó là lỗi của người khác chứ không phải mình. Tại sao em vứt rác ra đường? Em tìm hoài nguyên cái khu phố này, không có chỗ nào để thùng rác hết á. Thầy nghĩ em để đâu bây giờ? Thế thì em phải vứt rồi. Nhưng nếu bạn đi nước ngoài thì bạn sẽ thấy rằng số lượng thùng rác của họ cũng vô cùng ít, và họ có thói quen mang rác về nhà hoặc là treo vào xe. Vậy mà có những người uống xong ly trà sữa, tôi thấy đi đằng sau mà cảm thấy họ vứt cái ly trà sữa rất là nhẹ nhàng xuống lề đường, sao lại có thể vứt như vậy? Bạn hoàn toàn có thể treo lên xe và bạn mang, khi nào có thùng hoặc về nhà bạn bỏ cái vỏ lon ly của bạn nó bằng nhựa đó, nó mà xuống cống thì có hôm nào thầy trò mình sẽ được hưởng nước cống nó dâng lên, vì mỗi một người vứt một cái vỏ lon, bạn thấy là rất nhanh chóng nó sẽ bịt các đường ống. Thứ hai nữa là nó mà bơi ra ngoài biển, cá nó ăn vô, thì sau này vòng tuần hoàn là thầy trò mình lại hưởng cái thịt cá nó có vi nhựa ở trong đấy. Thì tại sao bạn không về nhà để người ta phân hủy rác, hoặc là người ta
lọc lựa ra tại điểm cuối. Bây giờ bạn vứt xuống cống, vứt ra đường, trôi xuống cống thì đó là ảnh hưởng. À, nhưng mà bạn bảo là vì thành phố quá ít thùng rác thôi ạ. Ừ, đó là cách nhìn của bạn thôi. Và thứ ba, phần thưởng đi kèm bất hòa. Phần thưởng là gì? Đó là bạn làm sai nhưng bạn có thấy có lợi cho mình. Ví dụ thế này đi ạ. Bạn vượt đèn đỏ, bạn thấy mình sai, nhưng vì bạn đang gấp đi thi. À, ví dụ như thi hết môn này đi ạ. Em đã dậy hơi trễ rồi, và nếu như em dừng cái đèn đỏ này thì tổng thời gian đi trễ của em là 15 phút và giám thị sẽ không cho em vào phòng thi. Môn này ba chỉ, nếu em rớt thì em phải học lại, em phải đóng tiền học phí. Môn này đóng tiền học phí là nhiêu tiền tiền học lại đó. Thủy Tiên, môn ba chỉ mà học lại chúng ta phải đóng bao nhiêu tiền học phí? Đại Dương có đây không em? Để có thầy. Môn này mà học lại đóng nhiêu tiền vậy em? Có dao động từ cái có không chắc chắn nhưng mà có từ 3 đến 4 thầy. Từ bao nhiêu? 3 triệu đến 4 triệu. 1 triệu một chỉ cơ hả em? Dạ. À, vậy nếu em phải đóng lại 4, ví dụ em đóng 3 triệu đi, thầy chưa nói đến em phải đi học 9 buổi nha. À, 2 triệu 7, Phương Thảo là 2 triệu 7 khoảng 900 ngàn, đó, ok, 900 ngàn một chỉ. Thầy lấy ví dụ như Phương Thảo nói là 2 triệu 7 đi, chúng ta cũng không bận rộn gì cả, do đó cái 9 buổi đi học lại chúng ta không tính đi. Thực tế là 9 buổi đó có thể quy ra tiền không? Có. Kể cả bạn đi làm thêm mà sơ cục cây thì mỗi một buổi bạn cũng được hơn 100 ngàn. Yeah. Đấy là chắc chắn là cái mà bạn mất là hơn 3 triệu đó. Bởi vì bạn bảo là môn này thầy nói dễ mà. Nghĩa là em đi thi đúng giờ, với kiến thức của em học trực tiếp trên lớp, thầy tin là em sẽ thi qua. Nhưng mà vì em dừng ở cái đèn đỏ, do đó em sẽ bị trễ giờ thi và em sẽ phải học lại. Thầy lấy ví dụ là 3 triệu điểm. Tại đèn đỏ đó, người ta có bố trí một hệ thống camera để phạt nguội. Và cái camera đó nó bắt được cái tín hiệu là đó là một cái xe Honda đã vượt đèn đỏ vào thời điểm này, có minh chứng đầy đủ, gửi về nhà cho bạn. Và bạn phải nộp tiền. Nè, bạn phải nộp tiền phạt. Mức phạt của vượt đèn đỏ bây giờ là nhiêu tiền, Đại Dương biết không em? Dạ không này. Phát biết bao nhiêu không Phát? Vượt đèn đỏ phạt nhiêu tiền Phát? Dạ chắc khoảng cỡ 5 triệu rồi. Xe gắn máy mà em. Nếu mà xe gắn máy thì em nghĩ là khoảng kiểu 200 nghìn. 200 ngàn á? 200 ngàn. 200 ngàn là Phương Huyền nói. Thu Thảo nói là 1-2 triệu. Thảo. Dạ. Phương Anh thì bảo là 200 ngàn á? Rồi Minh Châu thì bảo 600-1 triệu à? 1 triệu à? Kim Đài chắc là 1 triệu em. Đúng không Đài? Dạ. Sao mức phạt nó lại linh hoạt như thế này? Nhiều mức à? Dạ, tùy vô mức độ năn nỉ. Tùy theo mức độ năn nỉ. Thu Thảo nói là tùy theo mức độ năn nỉ. Vậy thì mức phạt chính thức là bao nhiêu? Thông thường là không tới 1 triệu đâu ạ. Nó từ khoảng 400-800 gì đó. Cỡ khoảng 600 ngàn. Nhưng mà chúng ta đưa 200, 600, 1 triệu gì đó, vậy thì nó hơi đa dạng ha. Thôi ta lấy ví dụ là 600 đi ạ. Và tất nhiên là em vượt qua cái đèn đỏ đó là em an toàn. Nhớ, chỉ còn có một ông nào ông ấy cũng nhầm em vượt đèn đỏ, cái đó ông cũng phóng tông vào mình thì không tốt. Nhớ, thì thà bạn bỏ 3 triệu học lại còn hơn là bạn bị thương vô viện. Nhưng mình quan sát thấy, ở đây chỉ có đèn đỏ và camera thôi ạ. Còn giao lộ là rất là vắng, mình có thể vượt qua đèn đỏ an toàn. Chỉ có điều là mình mất 600 tiền phạt. Và cái số tiền 600 phạt á, nhá, chắc chắn mất. Nhưng nếu mình mà đi thi trễ, tức là dừng đèn đỏ này, thì mình cũng chắc chắn phải học lại môn này, đóng tổng học phí và chi phí cơ hội nó khoảng 3,5 triệu. Và trong đầu sân kinh tế nó sẽ có một số chênh lệch đó. Đó chính là 3,5 triệu. Trừ đi 600 ngàn bằng 2,9 triệu. Và 2,9 triệu đó chính là phần thưởng đi kèm bất hòa đó. Và số tiền nó càng lớn thì chúng ta càng thấy làm sao ạ? À, dễ chấp nhận hơn. Đó. Đây cũng là lý do nó có thể giải thích cho tại sao chúng ta nghĩ một đằng, làm một nẻo liên quan đến lợi ích. Số tiền nó càng lớn thì lời tuyên bố
được đảm bảo gì đó càng có khả năng bị phá vỡ. Ví dụ như là tôi cam kết với anh tôi không phá vỡ cái hợp đồng này đâu. Ví dụ ông Thế Giới Di Động, ông ấy nói với chủ nhà tôi sẽ không có phá vỡ. Nhưng mà vì làm sao ạ? Vì ông ấy đưa ra quy định là ông ấy bị làm sao? Ông ấy bị trường hợp bất khả kháng chẳng hạn như vậy. Nếu như bây giờ mà mình mà đóng tiền một tháng mình mất 100 triệu, nếu bây giờ mình quy được vào bất khả kháng thì mình sẽ không phải đóng 100 triệu. Và như vậy ông tìm mọi cách để làm gì ạ? Để biện minh cho hành vi, ông ta gửi biên bản công văn miễn trừ cái đóng tiền do những lý do khách quan. Mặc dù khi ký hợp đồng thì ông ấy không có điều khoản là dịch bệnh là lý do bất khả kháng, nhưng vì số tiền là quá lớn cho nên bây giờ ông ấy buộc lòng phải nghĩ cho lợi ích của ông ấy trước đã. Hoặc là một chàng trai thề thốt là anh sẽ yêu em trọn đời gì đó, đúng không? Nhưng thực tế là lời thề thốt anh sẽ yêu em trọn đời nó chỉ có giá trị trọn ngày mà thôi. Bởi vì nếu qua ngày hôm sau mà có một điều kiện bối cảnh tốt hơn thì anh ấy sẽ có thể bỏ qua cái lời hứa hôm trước. Và lợi ích càng lớn thì cái lời hứa của chúng ta càng bị mong manh, dễ vỡ. Tôi sẽ cam kết thế này, tôi sẽ cam kết thế kia. Nhưng mà có một lời mời hấp dẫn. Ví dụ như là vào công ty mới là em cam kết là em sẽ làm với anh 2 năm. Bởi vì anh là người đầu tiên tuyển dụng em, anh đánh giá năng lực của em rất là tốt. Ông ấy trả cho mình 15 triệu, mình làm. Hôm sau có một ông thấy mình làm ngon quá, ông ấy offer mình lương 30 triệu. Thế là bạn sẽ thấy là bị chênh lệch, chênh bao nhiêu? Chênh 15 triệu một tháng là một năm có mấy trăm triệu. Thế là mình với sự cam kết của mình bắt đầu bị lung lay rồi đó. Và nếu như mà họ đưa lên 35 triệu là chắc là mình bỏ luôn. Và vì số tiền quá lớn, đúng không? Cho nên mình chấp nhận bất hòa. Thái độ của mình thì không thích rời bỏ đâu, nhưng hành vi của mình lại apply hồ sơ vào công ty mới và xin nghỉ việc công ty cũ. Ok, vậy thì có 3 cái lý do Pettinger cho rằng chúng ta sẽ tìm cách trung hòa. Ta tìm cho lý do để giải thích tại sao quan hệ giữa thái độ và hành vi nó không nhất quán mà chúng ta không cảm thấy hối hận, ta không cảm thấy không mất ăn mất ngủ khi vượt đèn đỏ chẳng hạn. Lý thuyết bất hòa nhận thức của Leo Pettinger. Thì nghiên cứu gần đây nó cho thấy là thái độ thì dự đoán tốt hành vi. Chứ còn thực chất là thái độ không thể khẳng định chắc chắn 100% hành vi. Ví dụ như thái độ bạn rất tốt nhưng không thể dự đoán chắc chắn bạn sẽ đi học. Thái độ của bạn rất là yêu môn học không có nghĩa là bạn sẽ đi học đầy đủ, đúng không? Hoặc là thái độ của bạn rất là ghét cái môn hành vi của tôi nhưng mà không có nghĩa là bạn sẽ nghỉ học hoài. Liên quan đến những yếu tố khác, Pettinger đã nói rồi. Tôi chấp nhận cái sự bất hòa nhận thức để làm gì? Để có thể đạt được mục đích của tôi. Ví dụ như là bạn mà không thích môn này, bạn nghỉ học thì bạn sẽ không có điểm. Không có điểm thì bạn ra trường trễ. Hoặc là một doanh nghiệp lớn như là Vedan đó. Họ sẵn sàng xả thải ra môi trường để làm gì ạ? Để có lợi ích. Mặc dù họ hiểu là lợi ích của doanh nghiệp nó phải đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng xung quanh. Cộng đồng xung quanh là ai? Là người dân xung quanh. Nhưng khi xả thải ra môi trường thì dòng sông bị ô nhiễm. Và như vậy, sinh kế của những người dân hai bên bờ sông Thị Vải sẽ bị đe dọa. Nhưng mà vì lợi ích cho nên họ đã quyết định làm một điều sai trái. Các biến điều tiết mối quan hệ xảy ra. Đo lường thái độ và hành vi của thái độ, tính cụ thể của thái độ mà nó không có rõ thì rất khó dự đoán. Chẳng hạn như thế này, Tết Trung Thu vừa rồi các bạn có được ăn bánh Trung Thu không các bạn? Cách đây hơn tháng. Ở đây có bạn nào không được ăn bánh Trung Thu không? Bạn nào không được ăn? Trung Thu năm nay là Trung Thu duy nhất mà thầy không ăn một miếng bánh Trung Thu nào. Bởi vì không được ra đường mua bánh. Đúng không? Quốc Hà Pháp còn được ăn bánh chứ hầu hết chúng ta là được không được ăn bánh. Đúng rồi. Nhà thầy không có răng dây nhưng thầy đâu được ra ngoài đâu. Rằm tháng 8 là 15 tháng 8 là lúc đó là thành phố còn cao điểm mà. Đúng rồi, mua cũng khó lắm. Chúng ta đi ra ngoài mua nhá, là không có giấy là chúng đại lý người ta đâu có bán đâu, bởi vì mình đâu được ra đường đâu. Gần như không có bán. Không có giấy tờ. Ok, thế này ạ. Hỏi bánh Trung Thu rất là háo hức. Năm 2022 các bạn. 2022. Vụ bánh Trung Thu thì thông thường nó diễn ra từ tháng 5 âm lịch. Vào khoảng tháng 6 là bạn thấy là các giao lộ là bắt đầu có chỗ bán bánh Trung Thu rồi.
nhá. Còn năm nay của chúng ta từ tháng 6 đến tháng 8 là chúng ta ngồi ở nhà, nên là chúng ta đâu có bánh mà ăn đâu, không mua được nhá. Shipper ngày đó cũng khó nữa, không ăn được. Thế là năm 22 các công ty sản xuất bánh trung thu ấy, họ muốn chơi lớn, họ muốn tăng sản lượng. Nhưng mà để có thể tăng sản lượng thì họ muốn là có một cái nghiên cứu thị trường nào đó đây. Thế là họ nhờ một công ty nghiên cứu thị trường khảo sát người dân Việt Nam, và thị trường của họ chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đó họ đề nghị công ty nghiên cứu thị trường khảo sát nhu cầu bánh trung thu tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Và công ty nghiên cứu thị trường này đề xuất một câu hỏi duy nhất nha, để hỏi cái người dân ở thành phố Hồ Chí Minh á. Đó là khách hàng của họ là các công ty bánh trung thu Việt Nam mà, cho nên họ hỏi này, bạn có yêu thích bánh trung thu Việt Nam không? Alo, công ty nghiên cứu thị trường hỏi một câu duy nhất là bạn có yêu thích bánh trung thu Việt Nam không? Và bạn dự đoán được kết quả là có yêu thích không? Phát em nghĩ là người trả lời có nói là yêu thích không? Dạ em nghĩ là có. Thanh thì sao em? Thái Thanh? Dạ em cũng nghĩ là có. Rồi, kết quả giống như em nói, 99% là yêu thích. Nhá, 99% là người trả lời là yêu thích. Vậy thì dựa vào cái dữ liệu khảo sát như thế này, công ty nghiên cứu thị trường chuyển cho các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu, và lập tức họ làm sao ạ? Họ tăng luôn 50% sản lượng, 99% người trả lời là yêu thích, cho nên họ tăng luôn 50% sản lượng. Kết quả đó là cuối vụ trung thu tồn kho 55% bánh. Tất nhiên là lỗ rồi ạ. Hết vụ trung thu thì tồn kho đến quá một nửa, có nghĩa là tiêu thụ không có nhiều bằng năm 2019 luôn ạ. 2020-21 thì nó ảnh hưởng Covid thì không nói nữa, nhưng mà khi mà 22 tăng 50% sản lượng thì tồn kho quá mới 50%, tồn kho quá 50%. Vậy thì bạn có thể giải thích lý do tại sao mà người ta yêu thích bánh trung thu Việt Nam nhưng người ta lại không mua không? Tại sao yêu thích mà không mua ở Thanh? Thầy có thể nhắc lại câu hỏi cho em không? Tại sao khi mà công ty nghiên cứu thị trường á, người ta khảo sát thì 99% trả lời là họ yêu thích bánh trung thu Việt Nam, nhưng mà cuối cùng thì công ty sản xuất đó họ lại tồn kho rất là nhiều, có nghĩa là người dân nói rằng yêu thích nhưng mà vẫn rất ít mua. Tại sao lại như vậy em? Em nghĩ là cái khách hàng này đó, họ có những cái insight, những cái ngăn cản họ để mua bánh trung thu. Có thể là có nhiều cái loại bánh ngon hơn bánh trung thu, chẳng hạn như là bánh pía chẳng hạn, hay là bánh bông lan. Rồi, tức là anh nói rằng thứ nhất họ có sản phẩm thay thế đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, lý do thứ hai tại sao người ta không mua các bạn? Rồi, Đức Minh nói là vì tiền đã hết. Rồi, Covid ảnh hưởng công việc. Một hộp bánh trung thu 500.000 đồng, tháng lương có 5 triệu à? Vậy nếu mua 10 hộp hết tiền lương rồi. Còn gì không các bạn? Vì cái gì? Vì gì nữa? Không ngon, đúng rồi. Tôi không thích cái vị này. Bánh trung thu có ít vị quá, tôi cảm thấy nó không ngon. Rồi còn cái gì nữa không các bạn? Còn gì nữa không? Còn lý do gì nữa? Các bạn rất là nhạy cảm đó. Theo bạn bánh trung thu phụ nữ còn ngại vì cái gì ạ? Đúng rồi, Phương Nguyên nói là vì nó mập. Ăn nó mập vì nó nhiều đạm đúng không ạ? Ok. Đúng rồi. Nhiều calo. Còn lý do gì nữa không? Ví dụ như là bạn mua đồ bạn đi biếu thì bạn có thể không mua vì lý do là mẫu mã. Đúng rồi, thái độ người bán, chính xác, thái độ người bán. Chất lượng của anh cao nhưng mà thái độ người bán cũng được. Đúng rồi, không có vị mình thích. Đúng rồi, không những mập mà còn cái vị không thích.
vị không thích hay là đơn giản là không ngon giống như bạn đã trả lời ấy. Đúng không? Phải chăm sóc khách hàng kém. Có nghĩa là câu hỏi bạn có thích bánh trung thu Việt Nam không? Câu trả lời là tôi thích đó, nhưng mà tôi không thích cái chất lượng chưa được theo tôi mong muốn. Thứ hai là tôi thích bánh trung thu nhưng mà tôi không thích nó quá nhiều calo. Tôi thích bánh trung thu nhưng mà tôi không thích cái thái độ người bán. Tôi thích bánh trung thu nhưng mà tôi không có tiền mua. Tôi thích bánh trung thu nhưng mà để tôi đi biếu nhưng mà mẫu mã năm nay không có đẹp. Có nghĩa là khi bạn sử dụng cái gì ạ? Khi bạn sử dụng cái thái độ một cách chung chung để dự đoán hành vi thì thông thường nó bị sai. Nó bị sai. Nhá. Không thích hay là thích để dự đoán hành vi đều có thể sai hết. Bởi vì tính cụ thể chúng ta để chung chung. Người Việt Nam yêu hàng Việt Nam, đấy là thể hiện thái độ đó. Nhưng mà tại sao hành vi của người Việt Nam nói yêu hàng Việt mà người ta không mua hàng Việt? Vì giá, vì chất lượng, vì hậu mãi, vì phân phối. Cho nên chúng ta sử dụng một cái dạng thái độ chung chung để dự đoán hành vi là không chính xác. Cái thứ hai, áp lực của xã hội lên cá nhân. Bạn nào có thể lấy ví dụ được áp lực của xã hội nó đã khiến cho hành vi của chúng ta thay đổi? Alo? Giờ cái thời đại này thì chắc là dễ nhỉ? Bạn nào lấy ví dụ được? Chính cái áp lực xã hội lên cá nhân đã khiến cho thái độ của chúng ta và hành vi nó không nhất quán đó. Bạn nào lấy ví dụ được không? Hành vi khác ấy. Ok, người ta chê mình mập thì sao Phương Thảo? Không, mình bỏ cái ví dụ bánh đi ạ. Em có thể lấy bất kỳ ví dụ nào cũng được giữa thái độ và hành vi mà không thương tích vì áp lực xã hội lên cá nhân. Đúng rồi, Đức Minh nói cũng phù hợp. Có nghĩa là vì gia đình, vì xã hội đánh giá mình là sinh viên giỏi, đúng không? Cho nên là mình phải điểm cao. Mà vì cái môn này khó quá, cho nên mình phải có phao. Mặc dù mình rất là ghét cái việc quay cóp, nhưng mà vì áp lực của cha mẹ, của gia đình, của xã hội là phải có cái bảng điểm gì đó, đúng không Đức Minh? Phù hợp, có gì nữa không các bạn? Áp lực liên quan đến phụ nữ thì rất là nhạy cảm vấn đề nhan sắc, đúng không ạ? Em rất là thích ăn bánh ngọt, hảo ngọt lắm. Nhưng mà người ta thường nói là con gái thì phải gầy mình dây mới đẹp. Cho nên là em rất là ngại ăn những cái loại bánh mà có nhiều calo chẳng hạn. Đúng không? Đúng rồi. Mình sống cho mình nhưng mà chỉ cần người khác nói mình mập một cái là mình nhịn ăn cả tuần luôn. Áp lực của xã hội ghê gớm vậy Phương Thảo. Đúng rồi, phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng hạn như là người Việt Nam của chúng ta thì da thì là da vàng. Nhưng mà vì xã hội cho rằng người da trắng thể hiện là quý phái hơn, cho nên chúng ta đi tẩy da. Rồi là chúng ta ăn đồ thì chúng ta cảm thấy là rất là ngon nhưng mà ngại mập, cho nên là chúng ta ăn kiêng. Đôi khi chúng ta để cơ thể của mình nó quá gầy, quá ốm, nhưng mà vì xã hội người ta đánh giá như thế mới là đẹp. Ta bắt đầu hy sinh cái sở thích của chúng ta. Còn áp lực của xã hội, cộng đồng mạng xã hội, các bạn thấy nó cũng khủng khiếp không? Nó có thể điều chỉnh hành vi. Ví dụ như thái độ rất là ngông cuồng nhưng chỉ cần xuất hiện trên mạng xã hội mà người ta tài trợ gạch đá cho mình nhiều cái là tự nhiên là thái độ của mình mềm ngay. Châu Ngọc có cái áp lực là con nhà người ta, cụ thể là như thế nào em? Dạ thưa thầy, là kiểu như gia đình Việt Nam hay có cái khái niệm về một cái nhân vật mà không bao giờ nói rõ đến, đó chính là con nhà người ta. Thì ba mẹ, là không riêng gì ba mẹ em mà ba mẹ của các bạn cũng sẽ hay lấy cái hình mẫu là con nhà người ta như này như nọ, không bao giờ nhắc tên là cái đứa con nhà người ta tên gì, mà chỉ nói là nhìn xem con nhà người ta nó được như này, được học bổng cái kiểu mà sao con không được như vậy, thì lại con nhà người ta nó được 9 điểm 10 điểm mà sao con không được như vậy. Thì kiểu nó gây ra một cái tâm lý cho em từ bé, đó chính là khi em làm bất kỳ việc gì mà em thua kém bạn bè em hoặc là em không bằng thì em hay bị
buồn với lại bị suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó. Kiểu nhiều lần em cũng đã cố gắng để nói chuyện với ba mẹ là con có cái năng lực riêng, nhưng mà ba mẹ thường sẽ hay con, nhưng mà ba mẹ muốn con cố gắng hơn nên là ba mẹ mới nói vậy thôi. Nên là em thấy rất là em thấy áp lực không? Dạ, áp lực. Em bật cam được không? Dạ, cam laptop của em không có được nét lắm thầy, nên là em không, em có thể không bật được không ạ? Đó là một ví dụ của áp lực xã hội đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Cái body shaming thì em cũng đã bị, nên là em hoàn toàn hiểu được cái vấn đề là các bạn nữ hay bị gọi là áp lực về cái ngoại hình. Thì em quá áp lực luôn thầy. Có khi em còn bị gọi là tự ép bản thân mình phải nhìn ăn, mặc dù mình không muốn điều đó, kiểu thèm đồ ăn cực kỳ nhưng mà không dám ăn bởi vì sợ bị người ta nói này nói nọ. Họ là sao mập vậy, mập một phát là phải buồn ngay thầy ơi. Ngay từ khi còn nhỏ thầy. Okay. Sao thầy thích con nhà thầy mập mà nó chẳng mập được? Mập là đẹp mà. Có thể là cái chuẩn của thầy nó hơi lạ thôi ạ. Thì thầy thấy người mập rất là đẹp. Đây cũng là một ví dụ. Rõ ràng là con người ta là một cái cụm từ nha. Nó thể hiện cái đánh giá một cái chung chung, không có đối thủ cụ thể, nhưng nó có thể mang đến cái sự tổn thương hoặc gì đó cho chúng ta, những người ở tuổi đôi mươi. Nhưng cho thầy hỏi Trông Ngọc đi ạ. Em nghĩ rằng khi em là chủ gia đình, em có những đứa con nha, em có lấy cái từ con người ta không? Dạ thưa thầy, là cái này thì em không nói trước, nhưng mà em nghĩ là đối với mỗi cha mẹ thì người ta hay có cái áp lực riêng, là người ta vẫn muốn con người ta thành đạt, con người ta giỏi giang để người ta khoe. Nên là đơn giản là bố mẹ cũng là người với cái tâm lý là muốn mình tốt hơn, nên cũng sẽ lấy hình mẫu của người ta ra để cho mình cố gắng phấn đấu. Nhưng mà nếu như sau này em làm bậc cha mẹ á, thì em nghĩ là em vẫn sẽ có cái tâm lý là muốn con mình tốt, nhưng mà em sẽ chọn cách để thuyết phục con mình nó cố gắng theo cách khác. Ví dụ như là em có thể nói chuyện với con, cũng như là cho con những cái hướng đi là con sẽ tốt hơn nếu con đi theo hướng này, gợi ý cho con này nó đi, chứ con em không có để cho nó phải cảm thấy áp lực bởi vì nó thua kém người ta. Rồi, thật là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có những cái trải nghiệm và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ cái trải nghiệm đó. Nhưng giống như là Ngọc nói, chúng ta đang đánh giá về nhận thức của người khác dưới lăng kính của chúng ta. Ví dụ như ở tuổi 18 đôi mươi, ta thấy cha mẹ của chúng ta đôi khi sao khó vậy, và ta ước rằng khi này mình có thể độc lập tự do, hoặc là trong đầu mình nhầm, mình có con mình sẽ không ứng xử như vậy đâu, mình sẽ làm kiểu khác. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra sau 10, 20 và 30 năm sau, đó là khi bạn cũng là trụ gia đình, bạn cũng có những đứa con ở cái tuổi teen như vậy, và có thể hành xử của bạn lúc đó lại dựa trên một cái lăng kính rất là khác. Ngày xưa mình nghĩ rằng cha mẹ không yêu mình cho nên la mắng mình, nhưng đến lúc bạn 40 tuổi, bạn có thể lại rất thấm rằng dường như là những người cha mẹ chấp nhận mắng con ấy là người ta đánh giá cần phải làm như vậy, dù phải đối mặt với những cái rủi ro. Và lúc đó, đến tuổi 40, có thể bạn cũng lựa chọn cái cách giống như cha mẹ mình đã từng làm. Vậy thì với mỗi lứa tuổi, nhận thức về một hành vi của chúng ta, nó có thể bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh, cũng có thể bị ảnh hưởng bởi độ tuổi của chúng ta. Rồi đến lúc mà chúng ta bằng tuổi cha tuổi mẹ, hoặc là chúng ta đóng vai trò một người trụ cột gia đình, trụ cột của tổ chức, cách hành xử của chúng ta có thể cũng chẳng khác cha mẹ là mấy. Cho nên cái biến trung hòa nó có thể liên quan đến cái kinh nghiệm về cái đó. Khi chúng ta phán xét một vấn đề gì đó, chúng ta lên án thầy, cô, cha mẹ hay bạn bè gì đó, nó đặt trong cái bối cảnh là chúng ta là một nạn nhân chẳng hạn. Nhưng khi chúng ta là người là chấp nhận mình phải là chèo lái con thuyền gia đình, hoặc là chúng ta là một người thầy phải quản lý một cái lớp học, chúng ta là một người nhóm trưởng phải quản lý công việc cả một nhóm, thì lúc đó chúng ta lại hành xử theo cách trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Nó liên quan đến cái kinh nghiệm trực tiếp về thái độ. Bạn hỏi một sinh viên đại học kinh tế rằng sau này ra trường em là kế toán trưởng, có khi nào em quyết định làm hai hệ thống sổ sách kế toán, để một cái là báo cho cơ quan thuế, một cái là em báo cho cổ đông không? Câu trả lời của em là đó là một hành vi có thể là phi đạo đức, em sẽ không làm như vậy đâu. 10 năm sau khi em đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng, em sẽ có những lý do biện luận tại sao em làm 3 hệ thống kế toán chứ không phải là 2. Một cái em cần làm cho ngân hàng với một tỷ suất lợi nhuận vừa phải để họ chấp nhận giải ngân khoản vay cho em. Bởi vì bây giờ Covid mà không có khoản vay là công ty em chết ngắc. Cái thứ hai, em làm hệ thống thứ hai để báo cáo cho ai? Để báo cáo cho Ủy ban chứng khoán. Đó,
con số nó phải tương đối ổn, bởi vì nếu công ty em mà lỗ liên tục mấy năm là người ta làm sao bốc em ra khỏi sàn. Đó, cho nên em phải có những cách thức để lập công ty ABC gì đó, đẩy dòng tiền của em đi. Hệ thống sổ sách thứ ba là em phải báo cáo cho ông chủ của em, đó chính là người chủ sở hữu của tập đoàn này. Họ biết tình trạng tài chính thực sự của công ty như thế nào để họ có những biện pháp phù hợp. Tại sao ngày xưa em nghĩ rằng hai hệ thống em không làm, nhưng bây giờ em làm những ba hệ thống? Thì nó liên quan đến cái kinh nghiệm 10 năm trước và thực tiễn năm nay em đang ở vị trí này nó khác nhau rất nhiều thầy ạ. Là một sinh viên, em rất là ngại, em không thích những ông thầy mà cho sinh viên rớt. Bởi vì sinh viên phải đóng tiền học phí này, phải đi học nỗ lực mà. Sao thầy lại cho bạn rớt? Buồn lắm thầy ạ. Nhưng 10 năm sau em là đồng nghiệp của thầy, đứng trên giảng đường, em có dám tuyên bố với sinh viên rằng không có ai rớt đâu? Hay là lúc đó em lại nghĩ rằng rất có thể cho một vài em sinh viên rớt, đó chính là cách hay nhất để khuyến khích động viên sinh viên học tập tốt hơn. Tương lai nó không phải là bị trì hoãn hay gì đó vì một hai môn rớt. Nhưng nếu chúng ta quá dễ dãi với sinh viên, các em mới nghĩ rằng học là một quá trình dễ dãi và như vậy là quá trình nhận thức nó sẽ không đúng. Vậy thì là một sinh viên, thầy mà cho rớt là không tốt. Nhưng là một đồng nghiệp thì em lại thấy rằng rớt có khi lại tốt ạ. Rớt có thể là thức tỉnh cho một ai đó, rớt có thể khuyến khích chúng ta tinh thần học tập tốt lên. Nhưng khi là một sinh viên, thầy không hề thích những ông thầy cho sinh viên rớt. Cũng giống các bạn bây giờ thôi. Cho nên nó có ba cái biến trung hòa, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ từ thái độ và hành vi. Hôm nay thầy trò mình chắc là nghỉ sớm một chút ở đây. Và bài tập về nhà ngày hôm nay, bài tập về nhà ngày hôm nay thì cố gắng chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ nhà mỗi một nhóm đi ạ. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ liên quan đến mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, nó ảnh hưởng bởi biến trung hòa. Chúng ta có thể là dùng một câu chuyện hoặc là một đoạn clip cũng được. Buổi sau chúng ta sẽ trình bày phần này nhé các bạn. Thầy sẽ đưa lên LMS. Thứ nhất là bài tập nhóm. Một chút xíu nữa các bạn sẽ thấy trên LMS. Và các bạn biết mình thuộc nhóm mấy rồi đúng không? Từ đầu giờ là thầy có view mấy lần là mình thuộc nhóm mấy đấy. Chắc biết rồi phải không ạ? Rồi. Đây nhá, thầy chào mình tạm biệt từ đây các bạn nhá. LMS chút nữa thầy sẽ up lên. Thứ nhất là cái bài tập các nhóm sẽ nộp lên đó cho thầy. Đó là bài tập các nhóm lấy một ví dụ liên quan đến các biến trung hòa nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thái độ và hành vi. Có thể các bạn làm một đoạn clip rồi sau đó có một vài lời giải thích. Nếu bạn lấy đoạn clip thì bạn chỉ cần gửi link lên thôi, và bên dưới bạn có thể nhận xét về đoạn clip đó nhá. Ví dụ như là bạn thiết kế một đoạn clip như thế này ạ, thì các bạn gửi link cho thầy, link về đoạn clip. Đó. Sau đó thì bạn nhận xét trong đoạn clip đó thì các biến trung hòa là cái biến nào nó ảnh hưởng đến hành vi làm sao. Ví dụ như là có một ông rất là hùng hổ, đánh đấm gì đó, một nạn nhân nào đó. Nhưng mà ngày hôm sau thái độ của ông đã thay đổi hoàn toàn bởi vì áp lực của mạng xã hội chẳng hạn. Thì đó là... đó là gì ạ? Đó là liên quan đến áp lực của xã hội lên cá nhân. Thái độ của ông ta rất là hung hăng, nhưng hành vi của ông ta thì lại rất là dễ thương. Đấy. Các bạn hiểu bài này rồi đúng không? Rồi, ok. Vậy thì tạm biệt các bạn đây nhá. Rồi, chào các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.